Lan Nhi à, con đừng có khóc nữa mà. Bây giờ mẹ có một chuyện rất quan trọng phải nói cho con biết đây. Mẹ, mẹ đã nói với con tên điên đó là Yến Xuân Lôi rồi, còn muốn nói mấy lần nữa? Chuyện bây giờ mẹ muốn nói với con không phải Yến Xuân Lôi, mà chuyện này mẹ đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi. Mẹ luôn muốn nói ra, nhưng mà Phùng bá bá của con không cho. Thật ra Phùng bá bá của con chính là cha ruột của con đó. Mẹ, rốt cuộc mẹ bị sao vậy? Lúc nào mẹ nói với con tên điên là Yến Xuân Lôi, lúc thì nói với con Phùng bá bá là cha ruột con. Mẹ ơi, cha con là quốc trị cảnh nhân mà. Lan Nhi, 16 năm trước Thủy Hồng Thược tiến vào Phùng phủ, bắt đi tỷ tỷ Phương Nhi của con. Cha con sợ Thủy Hồng Thược làm hại tới con, cho nên mới giao con lại cho mẹ. Suốt 16 năm qua, không có giờ nào phút nào ông ấy không nhớ con. Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa hết á. Cái gì mà Yến Xuân Lôi rồi cái gì là cha ruột đều là giả dối hết, con không muốn nghe nữa. Lan Nhi, Lan Nhi, mẹ với cha con và cả Yến Xuân Lôi, ai cũng thương con, tất cả đều là thật. Tuy rằng con không phải là tiểu nữ do mẹ sinh ra, nhưng mà mẹ cũng giống như cha của con, luôn luôn yêu thương con, không có chút gì là giả dối hết. Yến Xuân Lôi lúc nào cũng sợ con coi thường nó mới giấu giếm thân phận, nhưng mà giờ nào phút nào nó cũng lo lắng cho an nguy của con hết. Tình yêu của nó với con không có một chút nào là giả dối hết con à. Còn về cha con, vì muốn đi bắt kẻ thù cũng vì an nguy của con, cho nên mới không thể không nhẫn tâm gửi con cho mẹ chăm sóc. Tuy rằng trong lòng huynh ấy lúc nào cũng muốn nghe con gọi một tiếng cha, nhưng mà vì an nguy của con mà huynh ấy cứ cản không cho mẹ nói ra chuyện này. Lẽ nào những chuyện đó còn chưa đủ rõ ràng hay sao hả? Lan Nhi, Lan Nhi à, Lan Nhi, con nghe lời mẹ nói, chỉ mấy ngày nữa cha con với Thủy Hồng Thược phải tử chiến với nhau một trận rồi. Thủ đoạn của Thủy Hồng Thược con cũng biết rồi đó, không lẽ con để cha của con đi như vậy sao? Lan Nhi, có thể một câu nói của con sẽ quyết định sống chết của cha con đó. Sư huynh à, huynh mau qua đây đi, mau. Lan Nhi, con gọi cha đi. Con mau gọi cha đi mà. Hả? Sư muội à, đừng có ép Lan Nhi nữa. Tất cả đều là lỗi của ta mà. Ta phải đi đây. Lan Nhi ngoan. Dạ.
con ngoan của cha, con gái ngoan. Sư phụ nằm lâu vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh, không có gì đáng ngại chứ? Sư phụ nhất định sẽ không sao. Sư phụ tỉnh rồi. Sư phụ tỉnh rồi. Sư phụ người thấy sao rồi? Không sao. Sư phụ ngủ hết 12 canh giờ rồi, làm tụi con lo quá trời. Dìu ta đứng dậy đi. Sư phụ, cẩn thận cảm lạnh. Nào, từ từ. Sư phụ, Cà Minh Châu tự ý quyết định hẹn ngày tái đấu với Thanh Phong Bảo. Nếu như sư phụ cảm thấy không ổn, thì bây giờ chúng ta âm thầm giết hết Thanh Phong Bảo, quăng lưới bắt gọn bọn chúng, để rửa nỗi hận trong lòng sư phụ. Tất cả ra ngoài đi. Sư phụ, người... Lời ta nói còn không nghe rõ sao? Dạ, đệ tử tuân lệnh. Ca ma đầu, đứng ngoài chờ lệnh. Dạ, sư phụ. Tiễn băng mà cô gặp được sáng hôm đó chính là tôi giả dạng. Đúng ra tất cả đã từ bỏ chuyện mời cô tới Phượng Hoàng Điện, là tôi đã giả thành Thất Ca gạt cô tới đó. Diệp Nguyên, thì ra người đã hại ta là người đã hại Băng Ca. Phùng Tu Đường là hai người đã hại bọn ta. Ta phải cho các người chết, cũng không được nhắm mắt. Đánh hay lắm. Tứ thúc, Kiếm Bình đã đắc tội rồi. Kiếm Bình, Ngô lão phu nhân ở Thúy Khê đúng là kỳ tài trên đời. Bộ kiếm pháp này đúng là khắc tinh của Đan Phượng Hiên rồi. Chỉ là còn muốn chiến thắng Thủy Hồng Thược vẫn còn thiếu một chút. Tứ thúc à, Kiếm Bình hiểu rõ. Kiếm Bình ngu muội, bộ kiếm pháp này trước giờ con vẫn chưa tinh thông. Con chắc là chỉ võ công của con vẫn chưa đủ sức dùng. Kiếm Bình à, ta cho rằng
không phải là võ công của con không đủ, mà là chiêu kiếm của con phải nhớ quá nhiều. Tứ thúc nói vậy là có ý gì? Tinh túy kiếm pháp của Ngô lão phu nhân chủ yếu là phải dựa vào linh tính. Nếu con cố tình ghi nhớ những chiêu thức đó, càng đi xa tôn chỉ của bộ kiếm pháp. Được tứ thúc chỉ dạy thêm, hình như Kiếm Bình đã hiểu thêm một chút. Đa tạ tứ thúc nhắc nhở, con tập luyện đây. Phùng Tu Đường, ta đã cho ngươi sống thêm 16 năm. Phùng Tu Đường, ngươi bị ổi vô sĩ, ta hận ngươi. Phùng Tu Đường, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta phải cho ngươi nếm mùi bị con gái của mình giết chết thê thảm tới cỡ nào.